Đây, cùng gặp ở trong cây cà phê này ngủ nữa cả nhà, nằm kế video cả nhà, trong cây cà phê cỏ dây mọc phủ lên nè. Còn khá lớn cả nhà. Hôm nay Tùng đi khang tiếng mà đi vô đây cắt cũng có ong cả nhà. Con này ổ thứ tư cả nhà. Cũng tư năm gì cả nhà. Con bắt kèo khá dài, hơi ốm nha cả nhà. Này cả nhà. Con này trên sợi với nha, thì rử luôn cả nhà. Nếu được 2 sợi không chứ thì rử chắc cứu được nha. Ổ già cả nhà. Cái này hơi già. Ông cây cà phê. Đó cả nhà. Còn xương chết luôn. Đã cái này. Tùng cắt cái đường ra luôn, Tùng ghép tàn nó xong Tùng đem ra Tùng quay tiếp nha cả nhà. Đây cả nhà, khá dài cả nhà, cục vật hơi lép cả nhà. Còn có thế cả nhà nè, xoay cái nắp sâu rồi cả nhà, sâu rồi nè, để xác xuống luôn rồi, xác cả nhà dễ nhìn dài hơn cái sâu. Để tôi để bằng đây cả. Bên này bên kia ló nó cỡ khoảng 10 phân nha cả nhà. Con thì tương đương khoảng 37, 38 phân cả nhà. Chắc không được 40, cho 35 phân cả nhà. Chắc phải được nửa lít cả nhà. Quá đã cả nhà. Quá sướng. Để tôi bỏ sâu cái tiếp tục đi kiếm cả nhà.